Áp thấp nhiệt đới cách Nam Định, Ninh Bình 120 km gây sóng lớn và mưa to. Hồi 4 giờ hôm nay ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 4 giờ ngày mai, 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 100 km về phía Tây, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 18 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.